không có gãy hết chân chụp chi ta. Vậy không có gãy chân thầy chụp mới biết là nó không có sao cho yên tâm. Chứ bộ gãy này được chụp hả? Tâm này bác sĩ này sao mà hỏi nhiều câu này chắc bị quýnh quá. Sao rồi con, cái tay sao rồi? Tay con đỏ nhiều lắm rồi. Sắp hết rồi. Sắp hết chưa? Hết đau chưa? Vậy bây giờ thì hết đau rồi đó. Bữa con... trước bà cô chú mới té ra cái tay lông không có chổi gì ngược gì được nè. Thế cũng lo rồi, cái gồng cũng có dẫn lông đi chụp X quang rồi đó, đầy đủ hết rồi mà không sao nha bà cô chú ơi. Xương vẫn bình thường. Con chỉ bị đau khoảng 2 ngày là hết rồi. Bữa nay là bình thường lại chưa con? Nó bình thường mà có cái trống còn hơi đau mà chưa có đỡ hết hoàn toàn. Cảm ơn ông bà cô chú đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của Long nha. Long bữa nay là ổn lại, ok lại nha ông bà cô chú ơi, chỉ còn lại sót lại mấy cái vết thẹo. Mà cũng sắp lành rồi, lành ơi, cũng cần hết rồi. Sau cái đợt té này thì cũng được cái kinh nghiệm gì nè? Là mới mốt đi xe phải cẩn thận chậm hơn. Hơn nghe đường vắng không phải chạy chậm nha con. Dạ. Tại cái tầm nhìn mình nó hơi kém, mình không thể chạy nhanh như người ta được. Rồi con cảm ơn bà cô chú đi. Hôm nay bà cô chú cũng lo lắng cho con về cái vấn đề này lắm đó. Dạ con cảm ơn bà cô chú mấy nay đã hỏi thăm con mà bây giờ con cũng đã đỡ hơn nhiều rồi bà cô chú. Hơi bị thẹo, hơi xấu xấu cái đầu gối thôi thôi. Hôm nay con có chăm sóc này không? Dạ có. Bữa nay là con chạy xe là xong rồi con bị chụp chân, xong rồi con bị té. Tới con nữa hả? Đi đâu vậy? Đi đâu ra đây mang dép? Dạ con đi dạ, cho cá ăn. Cá ở đâu mà cho ăn? Trong hồ cha. Trong hồ của cha. Đây nè. Dạ. Đây nè. Dạ. Chưa hết trơn rồi đời đi rồi. Mấy ngày nay giấu tâm đó bà cô chú. Bữa nay mới cho chơi với cá nè. Trời ơi cái này đi làm chào bà cô chú nha. Vậy xin chào bà cô chú. Buổi chiều của ba cho con là đi cho cá ăn. Hôm nay cha mày lén cho cá ăn mình nè. Bữa nay cho Tâm phát hiện ra luôn. Đi đợi, đợi cha nghe. Rồi cha ẩm. Ôi ôi cái mình cha con kìa. Cha cứ vào. Ây da. Thôi cái cầu ơi kìa. Em chưa. Bữa nay có thêm cái mình cá nữa nè ông bà cô chú. Rồi xuống đây nè. Cha mở nắp kìa. Chưa xuống đây nè. Cha chỉ cho nè. Đây nè ông bà cô chú ơi. Ngồi xuống. Hồi xuống, như vậy đó nghe. Im chưa? Dạ im. Đó không? Đây nè, đây nè. Cá nè, mới lại là bắt đầu. Thấy chưa? Cưng rồi ha. Rồi, bắt đầu mình cho thức ăn cho cá ăn. Lại được không chưa? Ngồi xuống luôn. Đúng rồi đó, đó, ngồi xuống vậy đó mới im đó. Đây nè, đây. Cái đó là cái gì cha? Thức ăn này cho cá bự. Cá bự. Đúng rồi. Cái này cho cá nhỏ. Đúng rồi, hốt từ từ thôi nghe. Bỏ vô trong này nè nghe. Bỏ vô chỗ cái miếng trắng trắng nè. Tâm chị, Tâm em xích qua đây cho Tâm chị vô nè. Ê nè ông bà cô chú ơi. Đây, vô đây. Cái chị nữa. Đây, kìa. Cá nó chưa, cá kìa. Cá đi ăn điện thoại không chị? Mê không Tâm? Em mê. Mê lắm. Cái này là chiều nào cũng đòi ra đây quá. Kìa. Ơi. Ba. Đang chuyên gì vậy? Ba. Cưng quá. Cá này ông gài bắt cũng được khoảng 1 tuần rồi đó ông bà cô chú. Không thích ra nữa. Mà mau lớn chứ ham lắm kìa. Không có ăn. Đúng rồi. Ở quê này á thì trồng rau nuôi cá. Vậy là còn gì bằng phải không Tâm? Đúng. Cha từ mấy cái? Ừ, con ngồi ngay lại, con ngồi xuống luôn á. À. 12 cái. À. Đó, quay cho ông bà cô chú xem kìa.
Múp của tam nhóc có chơi nữa rồi. Ăn không kịp luôn. Múp lớn mà ăn không kịp luôn bà cô chú ơi. Bông súng nữa. Quá trời mưa luôn rồi bà cô chú ơi. Mê không? Dạ mê. Thì cá ăn cũng bự luôn rồi nè. Thì ăn no cái. Ê cá ăn no cái đầu cá ra ngoài cái ụt rồi kìa Tâm. Dạ. Ừ. Cái này là cá lóc phải không bà cô chú? Cái này nuôi tầm 3 tháng rồi nó lớn không cha? Cũng vô ký không? Cũng không gành nữa, tùy cái lượng thức ăn mình cho ăn thôi. Ê rồi. Sao con dở cái này lên, dở cái này lên á là thức ăn nó tan ra ngoài hết rồi. Là nó bị ra ngoài á, cá ăn không có được á. Nha. Thì cái thức ăn nó còn nhỏ quá, cái đầu ra ngoài cái đầu nó lọt lưới. Cá bự chừng nào mới ăn? Hả? Cá bự chừng nào mới ăn? Mình nuôi hoài luôn nào cho nó bự luôn vậy đó. Ủa sao nó cá bự không ăn? Thì mê quá à. Cá bự bên mùng bên đây. Đâu mẹ? Bên đây con khó nè, khó thôi. Không, bên đây con bỏ cho ăn không được, bên đây cho ăn không được. Nhưng mà chỉ có bên đây thôi. Để thôi. Cha. Ơi. Để chị mới ăn đó cha. Ơi. Ơi. Cho con đi. Mê cái cảnh này quá. Đi bắt vịt nữa không? Đi bắt. Bắt vịt không? Đi bắt. Chơi thôi, thôi. Con coi thôi à. Ôi ôi, đi bắt vịt một cái mê dữ lắm. Ngồi xuống đây nè. Thích dữ không Tâm? Dạ. Tâm ơi. Tâm à, dạ. Con thích dữ không? Dạ, thích dữ luôn. Rồi mai mốt đi ra cho ăn nữa không? Dạ, có. Mày vừa đóng cái có cái cầu này đi ra đây nè, ông bà cô chú. Gần ở đây luôn. Con nằm luôn không cha? Hả? Nằm luôn. Ờ, mẹ gồng đi ra ngoài bể mớp rồi. Ôi, rồi nãy đi quên lấy cây kéo rồi. Giờ bé không tới luôn. Sao quá à. Bé không tới. Thôi để hồi cha bẻ cho lấy kéo vô cho cắt cho. Bẻ mớp, tiết mục bẻ mớp thất bại rồi ông bà cô chú ơi. Có còn cái nằm đó thì. Ờ, con bỏ thức ăn nhỏ lọt ngoài trơn rồi nè Tâm. Cho con. Ngồi cái ra ngoài ụt. Cho con. Ụt là ở hả cha? Ừ, đúng rồi, ụt là ở đó. Ở bên đây nè, bên đây nè. Con ai ấy thức ăn ra ngoài nè Tâm. Đầu cá bên đây nó ụt rồi nè Tâm. Cá ở ngoài nè. Đó. Để con em coi cái dưới mương này ở ngoài cái mùng cũng có cá nữa nha ông bà cô chú yeah. Mà là cá cha. Cái cha con rồi cá phi. Trời ơi Tâm ơi gãy hết tết thôi nghe con ở ngoài á. Cá nè. Được rồi con. Dạ cha. Cá ở ngoài. Đúng rồi chết thôi. Chết thôi. Ăn băng ba. Ăn cơm bạn của bạn nhà cha. Chớ ăn cơm hẩm. Chú ơi, thằng ơi. Mấy em anh cho con cá bự đó ăn đi, bằng thức ăn bự đó. Thôi thức ăn á, còn thức ăn bự này nè. Cha bỏ mới được, con bỏ không được nghe chưa. Nó xa vậy cha. Ờ xa lắm. Kìa cá lên ăn rồi kìa. Đó. Cháu ngoài này nhét không nha con, đừng có hồn. Đây, trong này thì con cá bự. Để cho con một cái không đi. Được, con bỏ vô không được, hột bự lắm. Không có con cỡ thì anh cầm cỡ nè. Gần hồi vô rửa tay nghe chưa. Dạ. Cá ơi. Cá ơi cà. Có cây cầu này vui quá. Chỉ có cá thôi, cá này lúc này còn nhỏ nha. Còn lớn tới lớn nó bắt đầu đi kiếm mồi cho cá này ăn nè. Mới cực nữa nè, đi bắt ốc rồi nữa nè. Dạ nó lớn rồi nó ốc dần lưới nha. Dạ. Sao đúng rồi nó khỏe mắt mà. Đúng rồi. Ghê nha. Trời ơi. Nó ăn ốc giỏi hơn con ăn ốc nữa đó. Nó cũng thích ăn ốc lắm á. Con có thích không? Con thích. Sao con không thấy mẻo chân vậy cơ? Cá bên đây nhát lắm. Cá bên đây nó hiền. Ừ. Hiểu không? Mà cá bên đây nhát thêm một. Ừ. Trời ơi. Một buổi chiều ở quê của gia đình Tâm cha, Tâm. Sao nó thích dễ lên quá vậy? Dạ? Ừ, ụt lên nó ăn á. Đừng có bỏ nữa nha Tâm em, nghỉ đi nha. Dạ, nghỉ đi. Ờ, nghỉ đi. Trời ơi, làm như cho ăn im hay gì á.
không được cho ăn nữa. Buổi chiều của từng gia đình tâm tâm. Ờ, ở quê. Ở quê. Thích không? Em thích. Trời, cái gì ông bà cô chú biết sao không? À, gồng mai yên tâm cái là tâm tâm á, là không bao giờ đi ra tới ngoài này đâu ông bà cô chú. Chỉ ở trong nhà suốt thôi. Chỉ có thấy chừng nào ở buổi chiều mát á, thấy cha với mẹ hoặc anh hai rồi đi ra ngoài á, tâm mới đi theo thôi. Chứ bình thường là không bao giờ. Với mày cũng còn mới khúc lưới nữa nè. Lưới bị ngã, mày chưa có căng ngang cái mương nữa nè. Cũng dạ, có thủ dạ. Hết trơn rồi đó. Nó sợ con á. Mà Long một mình cũng chưa chắc dám ra đâu. Long một mình, Long cũng không có dám ra đi tới ngoài này đâu. Hôm gài á, mấy ngày nay á, là đâu có cho Tâm hay đâu. Tâm hay là thức ăn không bao lâu chắc hết quá. Bữa nay mới mát mẻ mới ngủ Tâm ra ngoài này chơi nè. Bữa nay gặp Tâm là cái trúng mánh nè. Ăn no say luôn. Không có được bỏ nữa nghe chưa. Ăn ngay bỏ rồi. Ừ. Rồi xong á là cái tay này mình không có được đưa lên mặt lên đấy nha. Ai kiếm cho ăn giỏng rồi chơi. Ẩm luôn. Thôi thử đi mình được. Ồ Tâm chỉ mạnh mẽ mà đi. Đây. Không lộn, không lộn. Tâm chỉ mạnh mẽ lắm luôn. Đúng rồi, Tâm chỉ mạnh mẽ lắm. Ai như Tâm em? Đúng rồi, nhắc cho em nè. Mưa xuống mà này hơi lầy lội xíu. Tâm chị nói con nhát gan kìa. Con nhát thiệt mà. Thất bại rồi ông bà của chú ơi. Gia đình Tâm Tâm thất bại rồi. Nguyên vườn rau mùa này mưa quá trồng không được luôn. Là hư hết trơn luôn rồi. Giờ bắt buộc phải trồng lại vậy. Hôm trước thấy nhú nhú lên cũng ngon lành lắm. Mà mưa quá, mưa xuống mưa ngày. Tay nè. Mình không có xịt thuốc làm như bị sâu á. Nè. Chưa có kinh nghiệm bà cô chú ơi, phải làm lại một cái. Chuyến này thất bại quá nặng nề rồi. Không còn đây mấy cọng nè, chắc ăn được bữa ăn á. Cũng có vô phân vô đồ đầy đủ hết trơn luôn á mà vẫn không tốt là mới tham khảo. Là đất mới á mà cô chú, bị đất bị phèn. Mình trồng nó không có tốt. Phải mưa dày trận lớn gì đó bắt đầu nó mới giả phèn ra mình trồng mới tốt. Cũng có nhiều người bị rồi bà cô chú ơi. Rồi bắp. Bắp á hả? Bắp của cha mày thì sao? Thì tương đối ổn rồi. Chứ không có được tốt lắm. Nhưng mà đỡ. Có cách đâu. Có cái chú gì thôi. Cái chú nó làm cửa cho mình đó. Đi ra coi chú coi. Chú làm cửa gì vậy? Cửa sau nè, thay cánh cửa này con chịu không? Dạ chịu. Thay cánh cửa này nha, cho nó kín xíu nha. Dạ. Bữa nay quyết định thay cánh cửa này ông bà cô chú. Vừa bị Long cười mà ban đêm á, buổi tối cái mũi vô quá trời à. Mũi vô là ở nhà sau này ở không được luôn á, với mũi với bồ hông vô á. Giờ quyết định là phải làm lại cái cửa mới kín hơn, với mưa cho đừng có tạt nữa. Cửa này đúng Long chê đúng rồi. Cái này á là cái cửa này á, sau này mình còn làm cái nhiều công chuyện nữa, làm chuồng gà đồ á, làm cửa. Nhiều chuyện để làm lắm mà tại vì để chỗ này không có thích hợp. Bây giờ bắt buộc phải thay. Wow, mũ đẹp quá trời. Đẹp không? Dạ đẹp. Đấy. Đúng rồi, mà cô chú ơi. Đúng rồi, mà cô chú ơi. Đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Thấy sao Tâm em? Xong thích dịch rồi. Quá đẹp luôn. Hết sao mũi vô hay Tâm? Dạ. Ơi. Ừ. Con mở cửa. Mở cái này. Đó. Cái chị nữa. Cái mở cửa mà cũng dành nữa kìa. Hồi nãy giờ mất khoảng hơn một tiếng mà cô chú mới xong được cái cửa nè. Ủa con cầm quá được. Được.